Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới tại một số trung tâm đăng kiểm. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các trung tâm đăng kiểm theo quy định tại Nghị định 139 quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Thông tư 18 hướng dẫn thực hiện Nghị định 139 và Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thành lập 27 tổ chuyên đề tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông tại công an 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Mục đích của việc thành lập các tổ chuyên đề nhằm huy động lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật của lực lượng cảnh sát giao thông và công an cấp huyện phối hợp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, nhất là các tuyến liên xã, liên huyện, liên tỉnh. Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý gồm người điều khiển mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện, xe ô tô tải chở khoáng sản, vật liệu xây dựng, xe ô tô con, xe kinh doanh vận tải khách. Thưa quý vị và các bạn, huyện Thọ Xuân là địa phương duy nhất của tỉnh Thanh Hóa, hiện đang còn tới 3 cầu phao hoạt động. Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn tại các cầu phao. Ngoài yêu cầu đơn vị vận hành cầu phao sửa chữa thay thế các thiết bị đã hư hỏng, huyện Thọ Xuân giao chính quyền các xã có cầu phao tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động trên cầu, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại. Cầu phao Minh Hương nối xã Thọ Hải và xã Thuận Minh của huyện Thọ Xuân mỗi ngày có hàng trăm lượt người đi bộ, xe đạp và xe máy qua lại. Để đảm bảo an toàn, hàng năm, Ủy ban nhân dân xã Thọ Hải đã yêu cầu Hợp tác xã Minh Hương, đơn vị đang quản lý khai thác cầu, gia cố bổ sung các thiết bị an toàn, đồng thời thực hiện nghiêm các nội quy quy định về vận hành cầu phao. Bên cạnh đó, xã tiến hành kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện các quy định quản lý cầu phao. Trước mùa mưa bão, yêu cầu cầu phao trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh. Khi mà có dự báo thời tiết trời mưa và hoặc là nước sông dâng thì chúng tôi yêu cầu Hợp tác xã phải ngay lập tức cắt cầu và có thông báo rộng rãi trên địa bàn của hai xã. Chuẩn bị đến mùa lụt bão thì chúng tôi thường xuyên ngày nào chúng tôi cũng phải kiểm tra, đưa xã viên ra cho đội trưởng phục vụ cho ba tổ thì hàng ngày là phải kiểm tra các mối nối này, các cái điểm giáp danh này để làm sao đảm bảo được cầu tốt này, đảm bảo cho khách hàng qua lại an toàn. Để qua trung tâm huyện Thọ Xuân, người dân xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân và một số xã của huyện Ngọc Lặc phải đi ngược lên hơn 10 km. Chính vì vậy, cầu phao xã Xuân Hòa nối với xã Xuân Tín có đông người dân qua lại chỉ sau cầu phao Minh Hương. Năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân đã trích ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí sửa chữa, gia cố mặt cầu và hai bên lan can của cầu. Tuy nhiên, đến nay một số vị trí mặt cầu đã bị nứt gãy hư hỏng. Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu trong tháng 6, đơn vị quản lý khai thác cầu phao xã Xuân Hòa phải hoàn thành sửa chữa thay thế. Có quá trình là cái lan can cầu thì cũng tạm được thì ít. Còn cái mặt cầu thì chúng tôi đang gom vật liệu để đây tháng 6 là củng bố cho xong. Ngoài cầu phao Minh Hương, xã Thọ Hải đi xã Thuận Minh và cầu phao Xuân Hòa đi xã Xuân Tín, hiện nay trên địa bàn huyện Thọ Xuân đang còn cầu phao xã Thọ Diên đi xã Xuân Thiên. Tại nghị quyết số 299 ngày 13 tháng 7 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt một số cơ chế chính sách phát triển đặc thù huyện Thọ Xuân, trong đó tỉnh giao huyện Thọ Xuân thực hiện xây dựng cầu Thọ Diên qua sông Chu nối quốc lộ 47C với đường tỉnh 506B. Việc xây dựng cầu cứng sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện, an toàn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Tuy nhiên, trong khi chờ xây dựng cầu cứng, Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân tiếp tục yêu cầu các tổ cầu đang vận hành cầu phao thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn để phòng xảy ra sự cố, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân sẽ tăng cường kiểm tra, nếu không đảm bảo an toàn sẽ chấn chỉnh, nghiêm cấm hoạt động lưu thông trên cầu. Chuyên mục An toàn giao thông 24 giờ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.